Kính thưa quý khán giả, những người sinh vào năm 1978 theo lịch âm lịch thuộc tuổi Kỷ Mùi mang theo đằng sau một hành trình đặc biệt và phong cách sống độc đáo. Hãy cùng khám phá những đặc điểm nổi bật của những người tuổi Kỷ Mùi và những khía cạnh sau đây. Thì đối với nam Kỷ Mùi, cuộc đời nam mệnh không mấy có những điều tốt lắm, có thể đạt được nhiều kết quả mâu chóng về đường công danh, nhưng không theo đuổi công danh vì nhiều trở ngại cho cuộc sống của bạn. Về tài lộc thì có nhiều khi tạo lấy cũng khó khăn, có thể vào hậu vận mới nắm chắc được sự nghiệp và tiền tài. Tuổi Kỷ Mùi hưởng thọ trung bình từ 56 cho đến 65 tuổi, và nếu làm phước thì sẽ được hưởng thêm niên kỷ. Còn nữ Kỷ Mùi 1979 thì sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc đời, về làm việc, làm ăn cũng như về vấn đề công danh và sự nghiệp sẽ có nhiều sung sướng. Cuộc sống thì sẽ không bao giờ gặp cảnh trái ngang trong cuộc đời của họ. Tuổi Kỷ Mùi làm việc làm ăn được phát đạt vào thời kỳ trung vận và hậu vận thì an nhàn phú quý. Số hưởng thọ trung bình từ 59 cho đến 78 tuổi là ở mức tối đa, nhưng nếu có làm phước đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, còn gian ác thì sẽ bị giảm kỷ vậy. Quý anh chị thân mến, tiếp theo mời quý anh chị theo dõi diễn biến tử vi Kỷ Mùi theo từng năm. Và vì đất nhanh tháng số nên mỗi bản mệnh sẽ có vận số khác nhau. Năm 46 tuổi, đối với nam mạng, mọi thứ dần đi vào giai đoạn tích lũy và ổn định, sẽ có ít sao trùng mạnh. Công việc làm ăn cứ thế tiến triển và mở rộng thêm. Tiền bạc thì cũng gia tăng mấy phần so với trước. Trong năm thì người làm tư, làm chủ càng có nhiều cơ hội mở rộng làm ăn, phát triển mạnh mẽ. Còn người làm công ăn lương thì có cơ hội thăng tiến hoặc là được tiên dương, khen thưởng. Ập đến lúc nào có thể bản mệnh sẽ không hay, rất là đáng chờ đợi. Sự nghiệp thuận lợi cũng kéo theo tài lộc thăng tiến rõ rệt. Người làm công ăn lương sẽ dễ đạt được thăng chức, thăng lương, còn khoản thưởng nóng hoa hồng lại càng không thể thiếu được. Còn người làm kinh tế thì thu được lợi nhuận ổn định do công việc đã vào cuồng, thậm chí khi mở rộng thêm thì tiền bạc không ngừng đổ về túi. Còn đối với nữ mạng thì ảnh hưởng đến sức khỏe, gia đạo không được tốt lắm. Tuy nhiên nếu nữ mệnh mang thai trong năm nay, cần được cân nhắc kỹ. Ngoài ra, chủ mệnh có thể gặp trở ngại và bất lợi trong cuộc sống. Xem tử vi tuổi Mùi Kỷ Mùi 1979 nữ mạng thì cảnh báo là cần lưu tâm nhất vào tháng 3 và tháng 9. Trong năm thì cũng gặp hạn thiên tinh, cần đề phòng ăn uống trúng thực. Trong cuộc sống, việc gì cũng cần phải cẩn thận, suy tính kỹ càng, chú ý lời nói, tránh chuyện thị phi không đáng có. Nữ mạng nên lưu ý khi đi lại và có thể hay ốm đau vặt. Nam mạng từ 46 cho đến 50 tuổi thì theo tử vi tuổi Kỷ Mùi, người đàn ông khi đến độ tuổi 46 trở đi sẽ trải qua rất là nhiều bất ngờ thú vị. Sự nghiệp của những người này phát triển lên một tầm cao mới khi ở độ tuổi từ 47 đến 48. Đặc biệt khi đến tuổi 50, cần phải quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe nhiều hơn để duy trì được sức khỏe tốt. Từ năm 51 cho đến 55 tuổi, khi đạt ở tuổi 51 thì hãy tránh những khu vực có nước như sông, suối và biển. Từ 52 tuổi trở đi, người này sẽ có cơ hội khám phá và phiêu lưu trong những vùng đất mới. Trong thời gian từ 54 đến 55, cuộc sống của họ có thể xảy ra một số sự cố, nhưng tuy nhiên thì tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa. Từ năm 56 cho đến 60 tuổi thì nam mạng ở độ tuổi này sẽ có một cuộc sống an nhàn và hưởng thụ hơn. Tất cả công việc được tạm gác lại và chỉ cần quan tâm đến sức khỏe, niềm vui của bản thân. Những người này sẽ có con cháu hết mực yêu thương, chăm sóc tận tụy. Còn đối với nữ mạng thì từ năm 46 cho đến 50 tuổi thì người phụ nữ Kỷ Mùi sẽ có cuộc sống ổn định hơn khi bước sang tuổi 46.
ở độ tuổi 47 đến 48 sẽ có những trải nghiệm thú vị mới mẻ như là được đi du lịch hoặc là có thêm những người bạn mới. Đến năm 49 tuổi thì gia đình sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ với những niềm vui, những hạnh phúc được dâng trào. Đặc biệt ở tuổi 50, nữ tuổi Mùi sẽ có một cuộc sống an yên, viên mãn, trọn vẹn. Từ năm 51 cho đến 55 tuổi thì người mạng nữ sinh năm này ở độ tuổi 51 sẽ có công danh và sự nghiệp tương đối đã ổn định, đã được bền vững. Và bên cạnh đó thì khi đến độ tuổi này, những người này cần phải chú ý và quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Nên là hãy bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng và chăm tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và giữ tinh thần được ổn định. Từ 56 cho đến 60 tuổi thì từ độ tuổi 57 trở đi, những người này sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều về cuộc sống. Theo đó thì hãy cứ tận hưởng cuộc sống an nhàn, bình yên và làm những điều mà mình mong muốn. Tiếp theo mời quý anh chị cùng tìm hiểu về mệnh hóa của bản mệnh và cách bổ sung mệnh cho những mệnh khuyết khỏe. Thì mệnh khuyết khỏe sinh vào mùa đông là từ ngày 8 tháng 11 cho đến ngày 18 tháng 2 dương lịch, cũng giống như các mệnh khác. Thường thì bản mệnh không phải là hành hỏa sẽ có thể khiết thiếu hành này, gây ra những trở ngại lớn trong cuộc đời. Người khiết mệnh hỏa nên sống ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời. Nếu được thì ở trong căn phòng sáng sớm ngập tràn ánh sáng mặt trời sẽ rất là tốt. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý ánh sáng mặt trời lúc hoàng hôn là hỏa không có khí lực, không có công năng này. Thế nên nếu chọn mua hoặc là xây căn nhà có nắng mặt trời chiếu tới vào buổi chiều thì không có tác dụng, lại nóng bức, không có lợi cho sức khỏe. Nếu các bạn muốn bổ sung ngũ hành thông qua việc trang trí nội thất thì có thể sử dụng các bức tranh vẽ mặt trời, vẽ cây vải, hoa mẫu đơn sẽ có công năng phong thủy hiệu hiệu. Bên cạnh đó, những hình ảnh logo, thương hiệu có hình ngựa, hổ, báo, chó, sói, hổ ly đều rất là hợp với người thiếu họ. Bát tự của mệnh khuyết khỏe sẽ lạnh và vượng thủy, vì vậy người này kỵ nhất là bị nước nhấn chìm. Chính bởi vậy, buổi sáng ngủ dậy các bạn không nên đi tắm, cũng không nên ở quá lâu trong phòng vệ sinh.